Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Tỵ và cách cải vận. Người tuổi Tỵ có sức sống dồi dào mãnh liệt. Với người tuổi Tỵ, số đông tài vận khá là tốt, nhưng trong số họ không ít gia đạo khá là trắc trở. Họ linh hoạt, giỏi giao tiếp, giỏi ứng biến, nhưng trong tính cách có phần kiêu căng. Tuổi Tỵ linh hoạt, giỏi ứng biến, quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ tuổi Tỵ sinh tháng Dần Thân Tỵ Hợi sẽ vô cùng linh hoạt, giỏi ứng biến theo hoàn cảnh. Tháng sinh có Tý Ngọ Mão Dậu là nhóm người cố chấp cực đoan. Tháng sinh có Thìn Tuất Sửu Mùi sẽ bình hòa bao dung, đối nhân xử thế giỏi. Tuổi Tỵ nếu mệnh ngày sinh thuộc Thiên Can, Nhâm hoặc Quý là có mật mã quý nhân, cả đời dễ gặp người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Nếu có xuất hiện các con giáp Tỵ Ngọ Mùi trong lá số là rất là dư hỏa. Nếu có xuất hiện Dậu và Sửu trong lá số là rất là dư kim. Làm sao để thay đổi vận trình tốt hơn? Thứ nhất là cải thiện môi trường sinh sống, cải thiện môi trường nơi ngôi nhà hoặc là công ty, nên có không khí và ánh sáng trong lành, được xem là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng theo thuật số mệnh khuyết. Thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan tích cực. Thứ tư là nhân quả. Hôm nay gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Thuật số bát tự tứ trụ, xét theo năm hoặc tháng, cho ra một phần tính cách. Xét theo mệnh ngày sinh, cho thêm một phần tính cách khác. Video này giới thiệu người sinh năm Tỵ hoặc tháng Tỵ. Tháng Tỵ rơi vào ngày 5 tháng 5 cho đến ngày 5 tháng 6 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành của lá số, hoặc vào website phong thủy khải toàn.com một tra lá số, lấy thông tin xem kèm video này sẽ phát hiện nhiều điều bổ ích của bản thân. Phần sau video sẽ trình bày về tuổi Tỵ và các tháng sinh trong năm. Người tuổi Tỵ có tình cảm khá là trắc trở. Một số phụ nữ tuổi Tỵ về đường tình duyên khá lận đận. Có người tuổi trẻ nhiều mối, song kết cục vẫn là rất là cô đơn. Tính cách tuổi Tỵ là một trong tứ trường sinh. Tỵ là kim khố, nổi bật với tính cách linh hoạt, uyển chuyển, giỏi giao tiếp, vượt khó khăn giỏi. Tỵ có khí chất trầm lắng, khiến cho người tiếp xúc đôi khi thấy khó gần. Tuổi Tỵ thích có nhiều tiền bạc, thích dành dụm. Trong quan hệ giao du tiền bạc, họ không phải là người rộng rãi vì họ luôn tích trữ. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Họ là những người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ nhiều về tương lai phía trước. Trong kinh doanh, chỉ cần nắm được thời cơ là thành công. Tuổi Tỵ thường có nhà cửa đất đai vì giỏi làm ăn. Trong quan trường cũng có nhiều người thành đạt, nhưng chủ yếu trong kinh doanh mới là có đất dụng võ. Khi gặp kiện tụng, đa phần họ giành phần thắng. Về tình duyên, nữ tuổi Tỵ may mắn, trời phú cho một vẻ đẹp thanh thoát. Với thân hình thon thả và gương mặt ưa nhìn, những cô nàng tuổi Tỵ thu hút được mọi đối tượng xung quanh. Đó là lý do tại sao họ được nhiều chàng trai theo đuổi cùng lúc. Phụ nữ tuổi Tỵ rất là thích làm đẹp, chăm chút nhan sắc cho mình rất là tốt. Họ không bao giờ ra khỏi nhà trong trang phục lượm thượm. Khi ra ngoài, họ phải là người phụ nữ sang trọng và quyến rũ. Với nam giới tuổi Tỵ, họ có nhiều hoài bão, nhiều ước mơ trong cuộc đời. Họ luôn bận rộn trong công việc, dành rất là ít thời gian chăm sóc cho gia đình và con cái. Vì vậy, họ cần một người phụ nữ đảm đang giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Họ luôn cố gắng phấn đấu, đem lại một cuộc sống đầy đủ về tiền bạc cho những người thân trong gia đình. Cải vận theo mệnh khuyết, tuổi Tỵ hợp với Ngọ Mùi hoặc là Dậu Sửu. Cách dùng tam hợp lục hợp này mang tính tham khảo, các bạn nên ứng dụng theo thuật mệnh khuyết sau đây. Mệnh khuyết và dụng thần, mỗi người đều có một từ trường, một cơ duyên riêng, từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh. Đây là cơ sở để xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành của một lá số thiếu để cân bằng, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Tỵ nếu sinh vào tháng Hợi Tý Sửu thường là dư thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Cần hỏa nên biết màu đỏ tím vàng màu ấm là hỏa, trang sức các loại đá có vân màu đỏ. Với động vật, mèo hổ là mộc, ngựa chó là hỏa. Khi ăn uống có thể ăn đồ nóng, đồ nướng, lẩu sô cô la, cà phê hoặc thịt bò. Trên cơ thể
phần đầu mắt là hỏa, có thể nhuộm ít tóc đỏ. Uống bia là thủy, uống rượu là hỏa. Trong nhà bếp, tivi, bếp, lò vi ba hoặc là máy vi tính là các vật rất là nhiều hỏa. Treo một bức tranh mặt trời, treo tranh ngựa là hỏa. Ngành nghề thuộc hỏa, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, công an, nhà hàng về Á, quầy bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, điện tử, máy tính, thiết bị kỹ thuật số. Nghề đầu bếp, chế biến thực phẩm, những nghề liên quan đến chiếu sáng, ánh sáng, nhiếp ảnh hoặc các studio và phòng thu âm. Tuổi Tỵ sinh mùa xuân vào tháng Dần Mão thường là dư mộc kỵ mộc nên lấy kim làm dụng thần. Những người cần kim nên biết màu trắng xám là kim, trang sức vàng bạc đá quý là kim. Đồng hồ đắt tiền như Rolex rất là nhiều kim. Kim cương là kim thủy. Về động vật, gà, khỉ là kim. Khi ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn đồ lạnh, ăn thịt gà là kim. Đối với cơ thể, mỗi sáng thức dậy nên hướng về hướng Tây hoặc Tây Bắc thuộc kim. Cạo râu nên cạo bằng dao thay vì bằng máy, máy là hỏa. Đồ vật trong nhà, két sắt, máy lạnh, gương, tủ lạnh là kim. Trong nhà treo một bức tranh núi Phú Sĩ, tranh gà, tranh khỉ cũng là kim. Các ngành thuộc kim: kinh doanh chứng khoán, tài chính, kế toán, ngân hàng, máy móc, làm giám sát, quản lý, cửa hàng vàng bạc, sản xuất phần cứng vi tính, kỹ thuật cơ khí, kinh doanh các loại kim khí, điện tử, sản xuất các thiết bị y tế hoặc là bác sĩ. Tuổi Tỵ sinh tháng Tỵ ngọ mùi mùa hè hỏa vượng dư hỏa nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu tuổi Tỵ sinh tại tháng ngọ cực kỳ nhiều hỏa, tính khí khá là nóng đẩy, người đầy nhiệt thành. Cần thủy nên biết màu đen, màu xanh lam là thủy. Các loại vàng bạc là kim vẫn dùng được. Đá quý có màu đen, màu xanh lam là thủy. Về động vật, cá, chuột, rồng, chuột Mickey là thủy. Khi ăn uống, các loại thủy hải sản là thủy. Cơm gà là kim thủy. Tổ yến, mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng. Uống trà đá, uống bia là thủy. Trên cơ thể, gương mặt nên trắng sáng, nên đeo kính mát vì kỵ hỏa. Đồ vật trong nhà nên ở gần nguồn nước, gương là kim thủy, tránh để nhà bếp bừa bộn. Nhà vệ sinh, hồ cá là thủy, treo một bức tranh sông nước là tăng vận thủy. Các ngành thuộc thủy: thẩm mỹ, spa, kinh doanh, nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch. Về thủy lợi, thủy hải sản, đánh bắt cá, nghề biển, nghề quảng cáo, thiết kế website, quan hệ công chúng đều là thủy. Tuổi Tỵ sinh mùa thu tháng Thân Dậu, mùa thu kim vượng nên lấy mộc làm dụng thần. Cần mộc nên biết động vật: thỏ, hổ, mèo, Doraemon, Kitty là mộc. Màu xanh lá là mộc. Trang sức, các loại đá có màu xanh lá. Khi ăn uống, ăn rau thích hợp cho ăn chay, nấm cũng là mộc. Trên cơ thể nên để ít râu, tóc, lông, móng là mộc. Đồ trong nhà: kệ sách, ban công có cây cối, trồng cây trên bàn làm việc. Mỗi tối trước khi đi ngủ có thể mang theo quyển sách. Đội nón là nạp mộc. Trong nhà phù hợp ở nhà nhiều đồ gỗ. Các ngành thuộc mộc: làm vườn, nghề mộc, cửa hàng nội thất, thư viện sách, thiết kế thời trang, thiết kế website, ngành gỗ, giấy, kinh doanh các ngành hàng gỗ, hoa, cây cảnh, chế tạo thảo dược, buôn bán quần áo, giày dép, in ấn, công ty phát hành sách đều là thuộc mộc. Tuổi Tỵ sinh tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thường là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc trên kênh YouTube của tôi. Các mật mã liên quan tuổi Tỵ: hoa cái tại Sửu, sinh năm Tỵ, lá số ở cột tháng ngày giờ sinh, có chữ Sửu là sao hoa cái. Hoa cái đại diện cho tính tình thanh cao, tư chất thông minh, tự làm tự hưởng, giàu tài hoa, giàu tài năng nghệ thuật, thích triết học và tôn giáo. Nam có chu kỳ này tượng trưng cho quyền uy, nữ có chu kỳ này mạnh mẽ có thể dẫn đến cô đơn. Dịch mã tại Hợi, sinh năm Tỵ, lá số ô cột tháng ngày giờ có chữ Hợi là có sao dịch mã. Dịch mã tượng trưng cho thay đổi, biến động, di chuyển, đi xa, du lịch, thay đổi chỗ ở hoặc là xuất ngoại. Hàm Trì tại Ngọ, sinh năm Tỵ, lá số có tháng ngày giờ có chữ Ngọ là có sao Hàm Trì, chủ về đào hoa, tình yêu hôn nhân của cuộc sống.
Nếu bát tự có dụng thần là hành trì, biểu hiện cho người này có nhu cầu tình dục cao, nếu là kỵ thần thì sẽ giảm. Đào hoa có ý nghĩa khá là rộng, ví dụ tướng mạo tốt, nhiều người để ý, phù hợp làm ngành nghề dịch vụ. Sinh năm Tỵ, kỵ cửa nhà ở hướng thân 232 cho đến 248 độ Tây Nam sẽ phạm phải vong thần, mật mã về thị phi. Sao hồng loan của năm Tỵ là Dần, nếu mà gặp năm tháng có chữ Dần là đại diện cho chu kỳ kết hôn hoặc đang có tình yêu. Con người không nên mưu cầu nhiều đến số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm tính lạc quan, sống ôn hòa, kiên trì với mục tiêu, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.